chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng 7 cô hồn, bí mật làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, nhân gian thường nói nơi quán trọ trần gian trăm năm là hữu hạn. Một sớm mai ngó ra ngoài cửa đã thấy bốn mùa trôi ngang tầm mắt, xuân qua hè tới, thu tàn đông về, ngày tháng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng sự thật là ai trong chúng ta đều muốn biết trước vận mệnh tương lai để có những chuẩn bị trước, xem vận số sướng khổ sang hèn như nào, cuộc sống có biến động, lúc nào được giàu sang phú quý hay phải làm tôi làm lính khổ cực trăm bề. Đương số Ất Mão sinh năm 1975 là những người thông minh, ngoan ngoãn, tốt bụng và chu đáo nên thường nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Trong công việc, người tuổi Ất Mão rất có trách nhiệm, tận tụy và yêu thích công việc mình đang làm, chịu khó tích lũy gặp thời phất lên nắm bắt cơ hội. Những đen đủi lúc trước được xóa bỏ, đón thời kỳ tươi mới công việc thuận lợi, làm đâu thắng đó, nhưng bước vào tháng 7 âm lịch tính toán không lại với trời. Nếu như không cẩn thận mà phạm phải sai lầm nghiêm trọng này, họa vô đơn chí, kẻ gian hãm hại, làm ăn thất bát, tiền đội nón ra đi lâm vào cảnh tù tội. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan cuộc đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo tử vi phân tích, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hay còn gọi là đắc đạo chi thố, thọ đắc đạo, ngũ hành bản mệnh, đại khê thủy, nước khe lớn, tướng xương, xương con mèo, tướng tinh con rơi. Ất Mão sinh năm 1975 có nạp âm ngũ hành là đại khê thủy, do can Ất Mộc ghép với chi Mão Mộc, ta có can và chi cùng hành Mộc. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thủy sinh Mộc, nên thuộc lứa tuổi có nhiều năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua. Tuổi Ất đứng thứ nhì trong hàng can, tính tình mạch lạc kỹ càng, ít khi bị sai lầm, biết lợi dụng thời cơ khi đắc thời, chi Mão là nhanh nhẹn, khôn ngoan, cực kỳ mẫn tiệp, có niềm tin vững chắc, một khi đã quyết định điều gì là thực hiện cho bằng được, ít khi chịu bỏ ngang, thích sống đời tự lập, ngại gò bó, không ưa lệ thuộc vào người khác. Tuổi Mão mệnh thủy thường suy nghĩ đơn giản, hơi ngang bướng, cố chấp, khó đạt được thành tựu lớn, nếu có được sao tốt tương trợ sẽ khá thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Tuy lương thiện, nhưng Ất Mão cũng là người biết tính toán và cũng lắm mưu mẹo, bản thân có vẻ ngoài vô cùng lạnh nhạt, nhưng sáng suốt trong mọi việc, thường là người kết nối mọi người. Ất là Mộc, Mão là Mộc, nạp âm hành thủy, nên khi đối diện trước hung vận Ất Mão khá mềm dẻo, người tuổi 1975 mệnh đại khê thủy tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác, người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn theo đuổi sự sung sướng hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Về sự nghiệp và tài lộc, tuổi Ất Mão dễ bị hao tốn tiền nong, lãng phí vì cách sống. Tuổi này nhờ có tài, lại hưởng lộc cách nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi, nhiều người đã có tích lũy tiền bạc rồi, càng về già cuộc sống của họ càng sung túc giàu sang. Người này phù hợp các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ càng, cẩn thận như tư vấn, doanh nghiệp, biên dịch, cố vấn. Vì chính tính cách của họ đã luôn thận trọng, khi làm các công việc này thì khả năng, năng lực của họ sẽ được thể hiện rất rõ. Không những thế, tuổi Ất Mão nhờ mối quan hệ bên ngoài hoàn hảo nên các nghề như lễ tân, tiếp thị đều phù hợp thể hiện được đúng tính cách, có thể phát triển và hoàn thiện được bản thân. Nhìn chung, người tuổi Ất Mão không nên thử sức với những nghề có tính khốc liệt, cạnh tranh vì họ không phù hợp với nó. Tính cách có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của người tuổi Ất Mão, khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc. Đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm, nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Những người này có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành, nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm, bởi vậy họ thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, vinh hoa phú quý, dù vẻ bên ngoài vô tư lạc quan, nhưng đôi lúc người này cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, những người thân xung quanh phản bội, vì thế tuổi này thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác.
Tuổi Ất Mão tình duyên thường khá êm đềm, không có nhiều sóng gió, đôi lúc lúc niềm vui sẽ xuất hiện nhưng cũng không quá rực rỡ. Họ không dễ để tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp, khá kén chọn trong việc lựa chọn bạn đời, do đó họ cần thay đổi thái độ và tích cực hơn trong chuyện tình cảm. Đối với họ không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy tuổi Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực, giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Đương số sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người thân xung quanh mà không cần đắn đo, suy nghĩ, đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết. Tuổi này có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác nhưng lại được sung sướng về tinh thần. Tử vi chọn đời cho thấy, cuộc đời họ không lấy gì làm khổ cực, họ có số hưởng giàu sang và có thể thu về nhiều điều tốt đẹp. Đến hậu vận có cuộc sống đầy đủ, tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo êm ấm thuận hòa. Những người tuổi Ất Mão 1975 là những người có mệnh thủy, với tính thủy khá mạnh, có sự biến hóa bất ngờ, nên người mang mệnh này thường là những người yêu thích sự tự do, chán ghét, phải dập theo khuôn khổ hoặc ràng buộc. Những người tuổi này thường là người giỏi và phương diện xã giao rất khéo thuyết phục người khác. Họ nhạy bén trong việc nắm bắt tâm trạng của những người xung quanh, nên luôn sẵn sàng lắng nghe và tâm sự. Ngoài ra, họ còn là người có trực giác khá tốt, uyển chuyển và dễ thích nghi với hoàn cảnh. Người gieo nhân thiện, quả lành chưa có, cũng là giờ trổ còn xa. Khi duyên tụ đủ, cây thiện sẽ trổ hoa, nhận được phúc báo vô lượng. Xưa nay ở hiền gặp lành là chân lý, không thể nào thay đổi. Cuộc sống vốn trắc trở gặp ghềnh, sẽ xảy ra vô số chuyện không xứng ý toại lòng. Người ta chân thành đối đãi lại quay lưng đâm dao vào trái tim ta, ước mơ ta thành tâm đeo đuổi. Cuối cùng là hóa thành muôn mảnh cho tàn, thế nhưng vì vậy mà đánh mất niềm tin vào tương lai, buông xuôi tất cả, đồng nghĩa tự đánh mất hạnh phúc đang chờ đón mình. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng 7 âm lịch này là tháng nhâm thân, thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, bản mệnh Ất Mão, thiên can mộc, địa chi mộc. Vận trình của người tuổi Ất Mão chưa có nhiều sự đột phá như mong đợi, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn mới có thể giữ cho tình hình bình ổn. Vận trình tài lộc có dấu hiệu đi xuống, do đó nên cẩn thận hơn trong chi tiêu, những thói quen mua sắm vô tội và cần sửa càng sớm càng tốt. Xem tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, sự nghiệp của con giáp này trong tháng cô hồn chưa có nhiều sự đột phá như mong đợi. Để giữ được mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, bạn sẽ phải nỗ lực hơn bình thường, mọi thứ tiến triển đều đều. Nhưng không có nghĩa là bạn được phép chủ quan, bạn vẫn rất dễ để xảy ra sai sót. Một phần là do ngoại cảnh, nhưng phần lớn là do sự chủ quan của bạn trong các tình huống gặp phải. Thời điểm này, bản mệnh cũng có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, thậm chí nếu không đủ kiên trì sẽ rất dễ nản lòng hoặc bị khuất phục trước khó khăn. Đặc biệt, cẩn thận hung tinh thiên hình, có thể mang đến sự hàm oan, kiện tụng dính dáng đến pháp luật, người làm cơ quan nhà nước dễ lao đao. Vì tiểu nhân đeo bám, cạnh tranh thiếu lành mạnh, bạn mất khá nhiều thời gian để xử lý, công việc bị đình trệ kém hiệu quả. Hơn nữa, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, nên bạn luôn có cảm giác bị quấy nhiễu, trở ngại liên miên, tháng này trực giác của bạn không tốt. Những đánh giá dễ mang tính chủ quan dẫn đến sai sót, nhầm lẫn, vì thế, bạn cũng nên tránh cho ai đó lời khuyên vào thời điểm này. Tam hợp thu hút những điều tốt đẹp về khía cạnh tình cảm đến với con giáp này, người độc thân thời gian này rất nhiệt tình, không gò bó, hình tượng như vậy có thể thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác phái, tha hồ trả lời tin nhắn và sắp xếp các cuộc hẹn. Ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh gây hại sức khỏe của bản mệnh, do đó, không được lơ là chủ quan. Nhất là khi di chuyển đi xa không nên chủ quan, vì việc phóng nhanh vượt ẩu sẽ dễ gây tai nạn bất ngờ đấy nhé. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Ất Mão 1975 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, tháng mới con giáp này khó tập trung vì có nhiều vướng bận hay để cảm xúc gây ảnh hưởng, bạn thường gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng hạn. Bạn là một người nhiệt thành nhưng lại có thói quen làm việc đa nhiệm và mong muốn hoàn thành tất cả các đầu việc cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn nên dành sự nhiệt huyết và năng lực mình để tập trung hoàn một công việc cụ thể trước khi chuyển sang đầu việc khác để đảm bảo chất lượng công việc ở mức tốt nhất. Tuổi Ất Mão cần lưu ý rằng, những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể sẽ trở thành vấn đề rắc rối ở các ngày tiếp theo đó. Đây có thể là sự khác biệt hoàn toàn giữa thành công và thất bại. Trong nhiều tình huống bạn quyết định nhanh chóng vội vàng mà không suy xét cẩn thận. Tính cách này khiến bạn đôi lúc lỡ miệng nói ra những lời không hay hoặc tiết lộ bí mật cho người khác. Vì vậy, bạn nên luyện tập sự bình tĩnh, suy nghĩ trước khi nói. Nhìn chung, tháng này thích hợp làm nhiều hơn nói. Nói hay mà làm không được cũng chẳng giải quyết được việc gì. Vì thế,
bản mệnh nên tập trung tinh lực để hoàn thành mọi việc được giao. Chính ấn sẽ giúp bạn có đủ minh mẫn và thông tuệ để hóa giải mọi khúc mắc. Có thời gian cũng đừng quên học hỏi để mở rộng kiến thức, không bị tụt hậu so với mọi người xung quanh. Xét phương diện tài lộc tuổi Ất Mão tuổi 1975 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Ất Mão kiên trì với kế hoạch của mình nên cũng có thể kiếm được chút tiền bạc trong tháng này, nhưng để việc này không còn là ăn may, thì bạn nên rút kinh nghiệm từ thắng lợi nhỏ vừa qua để có kế hoạch thực hiện mọi thứ bài bản hơn. Thế nhưng, ảnh hưởng của tiểu hao cũng cảnh báo là có khá nhiều khoản chi tiêu, như sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi người bệnh là những khoản khó tránh, nên chúng cũng khiến bạn tốn một khoảng kha khá. Không những thế, có đôi khi chỉ do buồn mà bạn lang thang mua sắm và tiêu tốn nhiều tiền, chỉ để bản thân cảm thấy vui và bớt căng thẳng. Xem ra cách này chỉ có tác dụng tạm thời, nhưng lại tốn tiền. Nếu đang có ý định muốn khởi sự làm ăn, thì lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp, bạn nên dành thêm thời gian để nghiên cứu đối thủ, tìm ra điểm nổi trội về sản phẩm của mình để có thể tập trung vào đó nhằm chiếm thị nhất. Nhìn chung, chưa vội chi quá nhiều tiền ngay lúc này nhé. Đặc biệt thận trọng với việc đầu tư, cho vay mượn tài chính trong tháng cô hồn này, có những khoản đầu tư nhìn qua có vẻ hấp dẫn, béo bở với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên bạn nên cân nhắc thật kỹ, vì những thông tin bạn có được chưa hoàn toàn chính xác, đó có thể là chiêu trò của đối phương nhằm dụ bạn rơi vào bẫy. Trong tháng, nam mệnh cần hết sức lưu ý, tránh xa các trò cá độ, cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang, vừa mất của lại dính vào pháp luật. Xét phương diện tình duyên gia đạo tuổi Ất Mão 1975 tháng 7 âm lịch. Vận trình tình duyên nhiều điểm sáng trong tháng 7 đã giúp xoa dịu nỗi buồn về công việc và tài lộc không như ý cho người tuổi Ất Mão, có nguyệt lệnh lâm mộc dục che chở, thúc đẩy đào hoa nở rộ mang tới nhân duyên cát lành cho những người độc thân, nhất là nữ mệnh. Con giáp này làm gì cũng được mọi người chú ý, tạo sức hút mãnh liệt đối với người khác phái. Nhờ vậy bạn hoàn toàn có cơ hội thoát ế, mệnh chủ nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng các mối quan hệ để nhanh chóng tìm cho mình đối tượng phù hợp. Sao mộc dục lại không có lợi cho những người đã lập gia đình, đào hoa quá vượng dễ trở thành đào hoa dữ, gây bao chuyện sóng gió nếu không có thái độ rõ ràng. Thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, bạn có thể sẽ bị hiểu nhầm vào tình huống tình ngay lý gian hoặc vướng rắc rối thị phi. Tình cảm yêu đương nam nữ phức tạp, tự tay khiến hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Các cặp đôi cũng cần phải tự biết cách tạo cảm giác an toàn cho đối phương, tự hạn chế bớt các mối quan hệ xã giao và có đưa ra ranh giới rõ ràng với người khác phái để tránh chuyện hiểu lầm phiền phức và rắc rối. Xét phương diện sức khỏe tuổi Ất Mão 1975 tháng 7 âm lịch. Tháng 7 năm 2024 này, vận trình có xung khắc khiến sức khỏe của người tuổi Ất Mão giảm sút nhiều phần, bản mệnh dễ ốm vặt, sức đề kháng sụt giảm, mắc các bệnh theo mùa, lại thêm công việc bận rộn, khiến bạn không có thời gian chăm sóc mình hay giữ được nhịp sống điều độ. Điều này tác động xấu đến các bộ phận thuộc về tiêu hóa, thần kinh. Con giáp này nên ăn nhiều đồ bổ não, chú ý ăn nhiều hoa quả và rau xanh mỗi ngày. Ngoài ra, sự xung chiếu của thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quang như té ngã, bị thương, chảy máu, cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa. Về mặt phong thủy, phi tinh tháng có nhị hắc hung tinh bay vào hướng đông bắc, mang theo trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Ất Mão 1975. Tháng 7 này được coi là một tháng vượng nhân duyên đối với Ất Mão, bằng chứng là bạn sẽ có kha khá ngày may mắn trong tháng, mà đa phần vào những ngày đó đều là cơ hội để bạn đón nhận hạnh phúc. Ngày mùng 3 âm lịch. Tính cách sôi nổi của bạn giống như mang nét quyến rũ vô hình, được nhiều người khác phái cảm mến, thậm chí hôm nay nếu có ai đó chủ động theo đuổi bạn công khai, cũng là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày mùng 5 âm lịch. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân có thể tìm thấy một nửa thích hợp, người đã có đôi có cặp càng thêm khăng khít, ngọt ngào, mọi hiểu lầm hay cãi vã trước đó đều được hóa giải, tâm trạng của bạn cũng tốt hơn hẳn. Ngày mùng 8 âm lịch. Được quý nhân giúp đỡ để giải quyết hết các vấn đề còn tồn động trước đó, bạn cũng sẽ được đón nhận các cơ hội mới, thời cơ mới để thăng tiến sự nghiệp. Ngày 12 âm lịch. Mức độ cạnh tranh trong kinh doanh tăng lên, rất may là bạn có phương pháp của riêng mình. Không dễ dàng để đối thủ vượt qua quá dễ dàng, những người làm về dịch vụ, tiếp thị khách hàng cũng rất may mắn trong hôm nay. Ngày 17 âm lịch. Sự nghiệp phát đạt, có cơ hội được trọng dụng, điều này đến từ thái độ làm việc nghiêm túc, không kém phần mạnh dạn và chủ động của bạn. Ngày 19 âm lịch. Những điều bạn muốn nói và muốn làm nên tranh thủ thực hiện ngay trong những ngày này,
sẽ có người trợ giúp đắc lực, việc kinh doanh buôn bán cũng khá thuận lợi. Ngày 21 âm lịch, có cái nhìn tinh tường, đầu óc sáng suốt để tham gia vào các dự án đầu tư, bất kể là đầu tư về người hay là về vật, đều sẽ có thu hoạch hơn cả mong đợi. Ngày 23 âm lịch, chẳng những thu nhập được cải thiện mà những khoản nợ cũ cũng được giải quyết, có thêm cơ hội phát triển bản thân, giúp cho tài chính của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Ngày 27 âm lịch, một cuộc gặp gỡ tình cờ có thể tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp. Hôm nay hãy chú ý chăm chút hơn cho ngoại hình của mình và đón chờ may mắn của mình bạn nhé. Ngày 29 âm lịch, ngày vượng nhân duyên, phần lớn là người khác chủ động tiếp cận bạn. Nếu trong đó có người bạn cũng có lòng cảm mến, hãy thử bật đèn xanh cho đối phương nhé. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Ất Mão 1975. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Ất Mão sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Ất Mão sinh tháng 2 lịch âm rơi vào tiết kinh chập là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi, sinh vào thời điểm này trong năm. Tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ sáng lạng rạng rỡ. Người tuổi Ất Mão sinh tháng này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời, cuộc đời no ấm đủ đầy. Tuy nhiên con giáp này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vạy ngược xuôi, mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ che chở, thì số phận bất long đong, nên tìm công việc thực tế, an phận làm tốt nhiệm vụ của mình. Có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản thân người này sẽ càng ngày càng thêm mạnh mẽ hơn. Có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì là không thể vượt qua, con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Tháng 7 âm lịch này, thần tài mang lại may mắn bất ngờ cho người này, có người trúng thưởng, đầu tư có lãi, nhân rộng kinh doanh một cách nhanh chóng, những người làm ăn kinh doanh đều phất lên như diều gặp gió. Nhờ đó mà con giáp này có được nguồn thu nhập liên tục tăng không ngừng, tập trung cao độ và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc hiện tại, nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vận trình tài lộc trên đà tăng cao, nguồn thu nhập khủng mà con giáp này có được chính là nhờ thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh, dồi dào từ những dự án đầu tư và hợp tác. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đón nhận tin vui mới, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện cưới xin. Song song đó, tình cảm gia đình luôn giữ được sự hài hòa nhờ sự nỗ lực bồi đắp tình cảm của người trong cuộc. Vận mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với tiết mang chủng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, chỉ cần là người tuổi Mão sinh vào tháng này đều công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi. Tuy tiền vận có phần khốn khó, nhưng tới trung vận, hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai bằng. Vận mệnh của người tuổi Ất Mão sinh tháng này cũng theo đó mà hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát chỉ huy. Trên con đường công danh sự nghiệp, người này chăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, sức khỏe cũng rất tốt. Họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Người sinh tháng 5 âm lịch có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, biết tự tay gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, họ lại rất nho nhã, có tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người, chân thành chính trực nên cũng được nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Cuộc đời người tuổi Ất Mão sinh tháng này êm đềm, không phải trải qua đại nạn, cũng không gặp phải nguy nan, vạn sự thuận lợi như ý, đại cát đại lợi, cuộc sống gia đình hạnh phúc thuận hòa. Vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý, cuộc đời người sinh tháng này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý vượng phát. Nhờ có quan thế âm che chở, bản mệnh bước sang tháng cô hồn, sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều về những rắc rối đang gặp phải trong công việc trong thời gian tới. Cát tinh này giúp đầu óc bạn minh mẫn và sáng suốt, từ đó nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và giải quyết nhanh chóng. Đường tình duyên của con giáp may mắn này nở hoa rực rỡ, bạn hạnh phúc khi dù chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo. Vận mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người sinh tháng này tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý. Sinh vào tháng này, người này tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai.
Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù nguy nan tổn hại đến bản thân mình cũng chẳng từ, làm việc tốt không chờ ơn báo đáp. Tài trí hơn người, nhân cách cũng chính trực cao sang, người tuổi Ất Mão sinh tháng 7 âm lịch có tài lộc dồi dào, cơm no áo ấm chẳng bao giờ lo túng thiếu. Nếu theo con đường văn thơ, nghệ thuật, họ có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài văn thơ ấy. Có điều, dù làm gì thì cũng đều phải tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phúc mỏng, chẳng được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. Vận mệnh của người sinh tháng 7 âm khá tốt, nhiều người có thể làm quan chức, bỗng lộc đầy tay, công danh hiển hách phú quý cho đến hết đời, khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề nên con đường thăng tiến hanh thông rộng mở, đường tài lộc của con giáp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điềm báo phát đạt. Bước sang tháng 7 âm, bản mệnh có vận trình tài lộc có tiến triển, bạn có những nguồn thu nhập cố định giúp cho tài chính vững chắc. Người tuổi này chỉ cần biết cách cân đối tài chính sẽ nhanh chóng đạt đến ngưỡng như mong muốn. Người tuổi này bắt đầu kinh doanh và thu về những khoản lợi nhuận nho nhỏ đầu tiên. Đây là động lực để bạn tiếp tục đầu tư và tiếp tục phát triển. Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên êm ấm. Đối phương là chỗ dựa vững chắc cho bạn. Người ấy tạo nên nhiều động lực và luôn khiến cho bạn vui cười khi gặp khó khăn. Những bạn độc thân sẽ nhanh chóng gặp được người phù hợp. Vận mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, sinh vào tháng này trong năm, ý chí của người tuổi Ất Mão không được kiên cường cho lắm, họ có chút gì đấy an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ, lười biếng, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. Tuy số phận không bạc đãi, chẳng đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể xem là đại phú đại cát, chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng. Không biết đủ mà oán trách ông trời, than thở mình sinh ra không gặp thời, ý chí lại càng thêm sa sút, nản lòng nhục chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói, khuyết điểm lớn nhất của người sinh vào tháng 9 âm lịch chính là không có tinh thần cầu tiến. Nếu có thể khắc phục được điểm này chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến không tồi, công việc của người này có nhiều thành tựu. Thiên ấn chiếu mệnh giúp cho người tuổi này có thể đạt được những kết quả vượt ngoài dự liệu. Đây là đền đáp xứng đáng cho người tuổi này sau thời gian dài có nhiều nỗ lực. Bạn duy trì những khoản thu cố định, giúp cho tài chính được cân bằng. Con giáp này không có quá nhiều lo lắng về tài chính như thời gian trước. Vận trình tình duyên hạnh phúc, con giáp này nhận được sự ủng hộ và yêu thương hết lòng từ đối phương. Bản mệnh biết cách dung hòa giữa công việc và tình cảm, nên dù bận rộn cũng có thời gian nhất định ở bên cạnh người ấy. Cuối cùng là người tuổi Ất Mão sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết, xem tử vi, người sinh tháng 11 âm có thể coi là mang mệnh đa tài, đa nghệ, họ thông minh lanh lợi, tuy nhiên tổ nghiệp lạnh lẽo nên phải tha phương cầu thực, lập nghiệp nơi đất khách quê người, anh em trong nhà sức hèn lực mỏng, không giúp đỡ được gì nhiều, bản thân họ cũng phải chịu nhiều nỗi đa đoan, chỉ mong người giúp đỡ mà không tìm được nơi để bấu víu vào. Là người khoan dung và độ lượng, người tuổi Mão sinh tháng 11 tính tình phóng khoáng, lại được trời thương nên tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dôi, từ trung vận không nhờ cậy đến ai mà tự tay gây dựng cơ đồ, dần dần đạt mức vinh hoa phú quý, có người giúp đỡ, có thần tài trợ lực, người này kết hôn muộn thì dễ tìm được người tâm đầu ý hợp, gia sản trong nhà càng ngày càng thêm sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình có thể trải qua nhiều điều không như ý, hung họa có thể ập xuống bất cứ khi nào, chớ nên lơ là cảnh giác để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình. Về cơ bản, đây là người trọng nghĩa khinh tài, rất yêu quý bạn bè, tài lộc dễ tụ nhưng cũng dễ tan, tiền vận tài khí đủ đầy, vạn sự như ý, song phải đến năm 39, 40 tuổi thì mới coi là phát đạt, phú quý hơn người. Số mệnh người tuổi Ất Mão sinh tháng này có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vận trình công việc của người này sẽ vô cùng hanh thông và thuận lợi, người tuổi này xưa nay vẫn luôn thể hiện bản thân là người cầu tiến, chịu khó và kiên trì, tuy nhiên, bạn đang có sự lo lắng quá mức cho tương lai của mình và điều này dễ đẩy bạn vào chỗ bế tắc. Lời khuyên dành cho bạn là hãy suy nghĩ một cách tích cực, đừng quá lo lắng về tương lai mà bỏ quên hiện tại của mình. Bên cạnh đó, tài lộc của bản mệnh cũng sẽ gặp nhiều may mắn nhờ vào việc chi tiêu tính toán một cách hợp lý, không ham săn lùng đồ giảm giá. Có lẽ trong thời gian tới con giáp này sẽ sử dụng tiền bạc để phục vụ cho các vấn đề liên quan đến sức khỏe là chính. Quý vị thân mến, phần cuối chương trình sẽ gửi tới các bạn câu chuyện bán cái giếng. Có một người đàn ông được xem là thông thái nhất một ngôi làng nọ, ông bán cho hàng xóm, một người nông dân cái giếng đã lâu không dùng, thế nhưng, nhất quyết không cho hàng xóm dùng nước trong đó,
Khi thấy hàng xóm đang múc nước từ giếng lên để nấu ăn, tưới hoa màu, nuôi gia súc, kẻ thông minh kia nổi nóng, không cho ông này sử dụng nước trong chiếc giếng, với lý do tôi chỉ bán cho ông cái giếng, tôi không bán nước cho ông, vì thế ông chỉ được dùng cái giếng, không thể lấy nước từ cái giếng này được. Bác nông dân ngẫm lại thấy rất có lý, nên không cãi lại được, nhưng cũng không biết làm sao khi ông cũng trả tiền mua giếng, nhưng không được sử dụng. Bác hiểu rằng đúng là mình không trả tiền mua nước từ cái giếng, trong khi hoa màu và gia súc trong nhà đang rất cần nước từ cái giếng này. Thật vô cùng khó xử, vì không biết cách giải quyết sự việc, nên cuối cùng ông quyết định mang lên trình quan huyện xét xử, mong lấy lại công bằng. Lên cửa quan, bác nông dân tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, hòng mong lấy lại được công bằng cho gia đình mình. Quan huyện gọi người đàn ông thông minh kia lên và hỏi, tại sao ngươi không cho ông ta dùng nước trong giếng, chẳng phải ngươi đã bán cái giếng đó rồi sao? Người đàn ông thông minh tự tin thưa lời, dạ bẩm quan, con chỉ bán cái giếng cho ông này, chứ con không bán nước trong giếng. Do đó, ông ta không có quyền lấy nước của nhà con, giờ nếu muốn lấy nước, ông ta phải trả thêm tiền mua nước chứ. Quan huyện nhìn người đàn ông, khẽ mỉm cười và trả lời, ồ, ngươi nói rất có lý, thế nhưng, khi ngươi đã bán cái giếng cho người nông dân này, cái giếng đã thuộc quyền sở hữu của anh ta. Còn nước trong giếng vẫn thuộc sở hữu của ngươi, vậy thì ngươi không có quyền được để nước dự trữ trong giếng của người nó dân nữa. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là ngươi phải trả tiền cho bác nông dân để thuê cái giếng dự trữ nước, hai là ngươi phải mang toàn bộ nước ra khỏi cái giếng ngay lập tức. Quan tòa ngẩng lên nhìn gã thông minh và khẳng định đanh thép, gã thông minh cúi đầu buồn bã, không biết làm gì để biện minh cho hành động của mình nữa. Anh ta đã bị chính trí thông minh của mình gây khó xử và đành chấp thuận để cho người hàng xóm dùng nước trong chiếc giếng. Khi hiểu rằng sự không ngoan không có giới hạn, thì nhất định đừng tự thỏa mãn chính mình với những hiểu biết của bản thân, mà cũng đừng vì mình không đủ xuất sắc mà tự ti quá. Nếu bạn chưa biết thì bạn chỉ cần học, cần đọc là biết. Chẳng có ai là quá thông minh, thông thái hơn ai cả, khi kiến thức luôn có sẵn trong vũ trụ, chỉ là bạn có muốn biết hay không. Tất cả những gì bạn biết mới chỉ như giọt nước ở trong đại dương rộng lớn, thì nên không ngừng học hỏi thêm, biết cách lắng nghe, học cách tiếp thu, thậm chí với một số lời phê bình, những nhận xét nghiêm khắc có vẻ khó nghe, nhưng hãy lấy đó làm động lực cho chính mình cố gắng hơn và giỏi giang hơn. Đừng tự giới hạn bản thân rằng mình không thể bằng ai đó, vì mình không đủ thông minh, kiến thức trong thế giới này là vô hạn, quan trọng là bạn có mở lòng mình ra để tiếp thu. Học hỏi hay không, khi bạn sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện, vì thế đừng e ngại rằng mình đang kém, chưa hiểu rõ một điều gì đó, đó là lý do con người sinh ra luôn phải học hỏi không ngừng. Dù là khi bạn đang ở bất cứ lứa tuổi nào, hãy tự xem mình là miếng bọt biển để có thể thấm được mọi kiến thức hay ho trong xã hội này. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.